Chào các bạn, quay trở lại với khóa học Revit Architect 2019 và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định vị lại tường. Để bắt đầu bài hôm nay thì mình có một cái file, chúng ta có cái level 1 như thế này, mặt bằng level 1, và chúng tôi đã vẽ sẵn một số cái tường bao cho chúng ta để chúng ta thực hành cái bài này. Để bài này thì mình sẽ bố trí một số các cái phòng, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại các cái vị trí của cái Word để các bạn biết cái quy trình làm việc của mình, khuyên các bạn nên như thế nào, và hơn nữa để các bạn biết thêm một số các tính năng mà Revit cung cấp cho chúng ta để chúng ta điều chỉnh cái mô hình sao cho chính xác. Ok, chúng ta kích vào Word. Word. Ở đây mình sẽ chọn cái chiều cao, nó sẽ bắt đầu từ level 1 đi lên level 2. Ok. Các cái khác mình giữ nguyên. Word mình chọn là Word Centerline. Ok. Khi các bạn di chuyển vào đây, khi các bạn đưa chuột, mình sẽ bắt đầu một cái tường ở vị trí nào đấy ở đây. Khi các bạn di chuyển cái con chuột ở bên trên cái tường ở mép trên này, thì các bạn thấy cái đường trung tâm của cái mép tường trên này nó sẽ sáng lên, cho biết chúng ta đang bắt điểm. Và có một cái đường kích thước nó hiển thị lên để cho chúng ta biết là chúng ta đang vẽ tới cái khoảng cách từ cái vị trí chúng ta kích chuột ấy, đến cái vị trí nó cái đường kích thước ấy, nó quy định ấy, thì là bao nhiêu, để chúng ta có thể bắt được ngay ban đầu cho nó dễ dàng, hoặc không chúng ta chỉ chúng ta cứ áng vậy thôi chúng ta vẽ. Ok, chúng tôi sẽ kích điểm đầu tiên. Rồi các bạn thấy khi tôi bắt đầu di chuyển thì các bạn thấy nó xuất hiện một cái kích thước nữa. Kích thước này các bạn thấy nó đậm hơn cái kích thước lúc nãy. Kích thước lúc nãy thì nó mờ mờ ấy, còn kích thước này đậm. Thì cái kích thước này người ta gọi là Revit nó gọi là listening dimension, tức là kích thước, gọi là mình hình dịch nôm na là kích thước lắng nghe, tức là nó sẽ lắng nghe người dùng nhập một con số nào đấy vào đây, tức là ở đây cho phép các bạn nhập cái độ dài của bức tường các bạn định vẽ là bao nhiêu. Thế đây các bạn tính từ tim tường nhé, các bạn thấy đây, ví dụ các bạn nhập con số 5.000, 5.000 thì các bạn nhập vào đây. Đó, đấy là gọi tại sao nó lắng nghe mình. Tức là nó muốn lắng nghe cái người dùng nhập một con số vào đây. Thì các bạn, hoặc là không, bạn kích chuột cũng được. Hoặc là các bạn nhập, bạn enter. Đó, ví dụ như vậy. Ok, mình bắt vào đây. Mình được phòng ngủ đầu tiên. Rồi, ok, mình sẽ cứ phát bừa thôi. Ta được phòng ngủ thứ hai. Rồi, ok, mình có một cái phòng vệ sinh ở đây chẳng hạn. Ok. Rồi, ok, mình có một phòng vệ sinh nhỏ nhỏ ở đây chẳng hạn. Ok. Ở đây mình có một cái phòng nữa. Rồi. Một cái ngăn chia, từ ngăn chia ở đây chẳng hạn. Ví dụ vậy, mình ấn Escape để thoát lại. Bạn thấy là khi ban đầu ấy, khi mình dựng mặt bằng công trình ấy, thì mình chỉ vẽ phác dạng là phác thô như vậy thôi, mình chưa cần chính xác vội. Mình phác tất cả các phòng đã. Sau đó thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tinh chỉnh lại tất cả các vị trí của các cái word, cái tơ bức tường này sao cho chính xác. Thế thì mình tinh chỉnh như nào? Trong cái bài grid thì mình có nhắc đến một cái khái niệm là kích thước tạm. Các bạn kích vào đây. Ví dụ mình muốn điều chỉnh cái vị trí của thằng này, bạn kích vào đây. Thì các bạn thấy nó xuất hiện các kích thước tạm. Ví dụ đây nó khoảng cách thằng này đến đây là 12.000. Đó. Thì mình hoàn toàn có thể điều chỉnh cái số này lại, các bạn kích vào đây. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh lên là 10.000. Đó, rút ngắn lại như vậy thì bức tường này sẽ lôi ra đây. Tương tự như thế, một cái bức tường này các bạn thấy đây. Ở bên trái bên phải. Nhưng mà nếu mà các bạn điều chỉnh cái chọn thằng này ấy, mà điều chỉnh cái số này ấy, về 4.500 chẳng hạn, thì cái bức tường này nó lại dịch sang bên trái này mất. Cho nên là các bạn phải nhớ rằng cái bức tường nào hoặc là cái đối tượng nào các bạn chọn ấy, thì cái kích thước tạm mà hiện lên mà các bạn chỉnh sửa ấy, thì nó sẽ di chuyển đối tượng đấy. Đấy, các bạn phải nhớ cái điều đấy. Bây giờ mình sẽ Ctrl Z lại cho thằng này ra. Bây giờ mình muốn cái phòng này, cái đoạn khoảng cách này này nó về lại là 4.500, thì mình phải chỉnh cái thằng bên này, bởi vì kích thước của cái thằng tường này đến bên này cố định 10.000 rồi. Mình phải chọn cái bức tường này để nó di chuyển về 4.500. Ok. Rồi. Rồi có một điều nữa mình muốn nói với các bạn như này. Các bạn để ý này, cái đường kích thước tạm này nó bắt đầu khi các bạn chọn đối tượng này, nó sẽ bắt đầu từ mặt này cho đến mặt kia.
mặt ngoài của bức tường này sẽ đến mặt trong của bức tường này, đến đối tượng gần nhất. Đấy, các bạn kích vào dấu chấm này này thì nó sẽ di chuyển cái đường kích thước này đến các cái vị trí khác nhau của bức tường. Các bạn kích này, đó, cái này nó nhảy ra bên ngoài bức tường này. Các bạn kích, đó, nó nhảy vào tâm bức tường này. Đấy, đây là mặt trong, mặt ngoài, vân vân. Thế thì mặc định ấy, thì nó sẽ quy định như thế nào thì chúng ta có thể thiết lập được bằng cách này. Chúng ta vào đây, các bạn vào tab manager, các bạn chọn additional setting và các bạn chọn temporary dimension, bạn kích vào đây thì các bạn thấy đây là cái quy định này. Với world thì kích thước tạm của nó ở đây mình chọn là face, thì tính từ mép này đến mép chẳng hạn, mặt ngoài thôi. Còn nếu các bạn đến tâm ấy, thì bạn chọn centerline thì nó là tâm của bức tường, hoặc là centerline of core là cái phần core mà mình nói trong cái bài video lần trước. Ok, và đây nó quy định cả door và window, thì thường thì mình cũng chọn là đến mép của cái lỗ lỗ mở của cái cửa thôi chứ không nên centerline. Ok, thì chỗ này là cái chỗ quy định cái đấy đó. Các bạn thấy tính từ mặt đến mặt luôn luôn là như thế. Còn nếu mình muốn điều chỉnh thì một là mình kích vào nút này, hai là mình cầm cái thằng này mình di chuyển đi đến cái vị trí nào mà mình cần. Ok, rồi tương tự thế mình sẽ điều chỉnh vị trí của các cái bức tường khác. Ví dụ thằng này mình thấy là 4.800, mình có thể chỉnh lại là 4.500. Ok, tương tự thế các bức tường này. Rồi, mình chọn đây là 7.000. Ok, rồi thằng này mình chọn, rồi khoảng cách giữa hai mép này ví dụ mình chỉnh 3.000, đó mình tinh chỉnh lại khoảng cách tương tự như thế. Thằng này mình để 5.000. Ok, thằng này đến đây 2.700, ví dụ mình rút lại 2.500. Đó, rồi bây giờ thằng này ví dụ mình chỉnh đây 2.450, 2.400. Ok, thằng này mình chỉ việc chỉnh lại thôi, rất là dễ, 4.500, ví dụ vậy. Thì cái quy trình để các bạn định vị các cái tường thì đầu tiên các bạn cứ vẽ phác nhé đi, sau đó chúng ta sẽ đi căn chỉnh lại các cái vị trí của cái tường dựa theo các kích thước tạm. Và các bạn nhớ là khi các bạn căn chỉnh các cái đối tượng tường ấy, thì là các bạn chọn đối tượng nào thì đối tượng đấy nó sẽ bị di chuyển. Đó là điều các bạn phải nhớ để các bạn khi các bạn điều chỉnh vị trí của đối tượng trong Revit, không chỉ tường nhé mà tất cả các đối tượng khác. Ok, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.